cái hành trình này để lại cho em những cái cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Hãy cùng 7 cô gái tiếp nối hành trình nhân ái. Tôi nghĩ là vương miện đã trao. 7 cô gái, 7 cá tính độc đáo. Hầu như tôi không còn có thể tưởng tượng là các em đang ở trong một cuộc đua khốc liệt của nhan sắc, danh tiếng và sự nghiệp. Ai là người sẽ tỏa sáng? Ai sẽ là người đạt giải thưởng người đẹp nhân ái danh giá và xuất sắc có mặt trong top Hoa hậu Việt Nam 2018? Đón xem tập 4 chương trình Người đẹp nhân ái phát sóng vào lúc 20:05 Chủ nhật ngày 5 tháng 8 trên VTV9.